Xin chào cả anh em nhá. Hôm nay Bia Đức Thắng tiếp tục giới thiệu với tất cả anh em một món ăn khá là phổ biến và khá là đặc biệt ở Bia Đức Thắng, đó là món tôm sashimi. Ở đây là một cái đĩa tôm sashimi này, hoàn toàn tươi sống nhá, 100%. Hôm nay thì khách bên mình có đặt thì xin mời là anh em nào mà có nhu cầu thì hãy qua Bia Đức Thắng hoặc Mr. Xin để thưởng thức món tôm sú sashimi.